Xin chào tất cả các anh chị và các bạn quay trở lại với Fire Trading. Hôm nay là một ngày giao dịch mới, ngày giao dịch giữa tuần. Và kênh sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị những kiến thức, những kinh nghiệm trong series Daily Trading Recap Learning Curve. Hôm nay thì kết quả cá nhân của mình rất là tuyệt vời với chỉ một lệnh duy nhất đối với CrowdStrike là CRWD, là cổ phiếu mà có cái báo cáo earning của quý 1 2024, và cổ phiếu này đã thu hút một cái lượng giao dịch rất là đột biến. Mình đã kiếm được cái lợi nhuận khủng với cổ phiếu này như thế nào thì trong video này vài phút tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và chia sẻ với các anh chị cái kinh nghiệm này. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ tiếp tục tường thuật lại toàn bộ các cái lệnh giao dịch mà cá nhân mình đã hướng dẫn cho toàn bộ các anh chị em trong room, trong cái chương mục là live trading của nhóm hàng ngày. Hôm nay thì nhóm mình đã trade đến 5 lệnh khác nhau, mà trong đó chỉ có duy nhất một cổ phiếu bị thua lỗ, và một lệnh duy nhất bị thua lỗ và mới với một cái mức lỗ rất là nhỏ. Còn lại là 3 cho tới 4 lệnh đều có kết quả rất là đáng khích lệ các anh chị. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ xem thử tất cả những lệnh này đã được hướng dẫn như thế nào nhé. Let's go. Như các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình thì ngày hôm nay nhóm mình trade tổng cộng là 5 lệnh khác nhau. Trong đó là có 4 cổ phiếu. Đây là một phiên giao dịch mà mình hướng dẫn trade nhiều hơn so với thường lệ là khoảng 3 lệnh, nhưng mà ngày hôm nay là hit tới 5 lệnh các anh chị, bởi vì có rất nhiều những setup cũng như là những cái biến động hấp dẫn để mở lệnh. Và mỗi một thời điểm mà nhóm mở lệnh đều có một cái lý do vào lệnh rất là xác đáng, và theo đó thì cái kết quả nó đến một cách như một cái logic. Và đây là lý do tại sao mà mình đã hướng dẫn cho các anh chị trade những cái cổ phiếu này trong cái chương mục live trading hàng ngày của Fire Trading. Như thường lệ thì mỗi một buổi sáng như vậy thì nhóm sẽ pick những cái cổ phiếu good nhất để tập trung và theo dõi các cái lệnh dây, những cái biến động của những cái cổ phiếu này các anh chị. Và ngày hôm nay thì đa phần thì trong các cái lệnh giao dịch của nhóm vẫn là theo cái chiều hướng là đi lên. Chỉ có duy nhất là một lệnh của CrowdStrike là lệnh short sale mà thôi. Hướng short sale là hướng bán khống, cũng chính là cái hướng mà ngày hôm nay mình đã benefit được từ cái đợt sóng giảm của cái cổ phiếu này ngay từ những phút đầu tiên. Còn bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần giao dịch của nhóm ngày hôm nay. Đây chính là cái cổ phiếu đầu tiên các anh chị, đó là cổ phiếu Alibaba. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng thời điểm mà nhóm vào lệnh và thời điểm mà exit và dời stop loss của cái lệnh này á, nó diễn ra chỉ trong vòng có vài phút thôi. Alibaba là một cái cổ phiếu mà thu hút cái lực sóng đẩy đầu tiên rất là mạnh. Đây là một giai đoạn nó kéo dài khoảng 5 phút. Tuy nhiên sau đó thì cái cú pullback của cái con Alibaba cũng diễn ra một cách rất là mạnh mẽ. Chính vì cái nhịp pullback rất là lớn như thế này các anh chị, thì mình đã hơi chùn tay và mình không có mặn mà lắm với cái việc là vào cái lệnh long đối với cổ phiếu này. Vì cái quá trình pullback nó diễn ra quá sâu thì thường là nó sẽ tạo ra một cái áp lực để nó đi xuống thấp hơn nữa các anh chị. Nhưng mà ngay sau đó thì cổ phiếu này có được một cái lực đẩy trở lại cũng rất là tuyệt vời. Chính vì lý do đó mà mình quyết định là sẽ vào lệnh ở cái mức giá là 79.50. Sau khi mà nhóm vào lệnh thì nó xuất hiện một cái lực đẩy rất là mạnh với một cây nến lên tới là hơn 75.000 share, và nó đạt được cái con số là khoảng 79.80. Đây là một cái khoảng cách nó tương đương với cái tỷ lệ phần trăm là khoảng 0.3 0.4% các anh chị. Thì ngay sau đó thì mình khuyến nghị các anh chị dời cái stop loss về break even, và sau đó thì cổ phiếu này đã rớt về cái điểm break even của nó ha. Cái lệnh tiếp theo đó là cái lệnh của con AMD. AMD chính là cái lệnh có kết quả tuyệt vời nhất của nhóm ngày hôm nay. Khi mà chúng ta thấy từ lúc mà nhóm vào lệnh cho đến khi mà cái lệnh này được khuyến nghị mà exit đó, thì tổng cái hành trình mà cái cổ phiếu này đã đạt được là hơn 3.5 điểm, tương đương với là hơn 2% các anh chị. Đây là một cái đợt sóng rất lớn đối với một cái cổ phiếu như AMD. Và lý do tại sao mình vào cái cổ phiếu này, lý do thì rất là đơn giản các anh chị. Mình hoàn toàn không biết là cổ phiếu này sẽ được đánh lên hay là đánh xuống vào đầu ngày. Chỉ cần nó có một đợt sóng như thế này là mình sẽ quan sát cái quá trình pullback của nó, và mình chỉ cần vẽ một cái đường trend line đơn giản như thế này thôi. Thì khi mà nó break out qua khỏi cái trend line đó thì mình khuyến nghị cái mức giá là 163.40 để enter,
và mình set một cái stop loss là tương đương với một điểm các anh chị, tức là 162.40. Đây chính là cái điểm stop loss của cái lệnh này. Như vậy thì chúng ta thấy là cái lệnh này nó turn out với cái tỷ suất lợi nhuận trên rủi ro. Khi mà nó đạt được cái đỉnh khoảng 167 đấy các anh chị, thì nó lên tới là gần 4 lần, tức là chúng ta bỏ một và chúng ta ăn ăn 4 các anh chị. Tức là mình chỉ mất có một điểm thôi, nhưng mà mình có thể thắng với cái với một cái khoảng cách rất là xa. Đây chính là cái biggest winner của nhóm ngày hôm nay. Đây là một cái home run rất là tuyệt vời những các anh chị ha. Trong cùng thời điểm đó thì cái cổ phiếu TSM cũng là một cái cổ phiếu mà mình rất là quan tâm. Tuy nhiên thì cái hành trình tăng giá của cái cổ phiếu này nó diễn ra khá là lẹ trong khoảng 10 tới 15 phút đầu tiên. Và đây là một cái nỗ lực đi lên mà mình không có đuổi theo, bởi vì cái rủi ro của nó là rất là lớn các anh chị. Chuyển sang cái cổ phiếu Coin á, thì đây là một cái lệnh lỗ của nhóm, không phải là một cái lệnh lời các anh chị. Và lệnh này đã lỗ như thế nào? Đây là khoảng vào khoảng phút thứ 10 trong trong ngày, và mình có vẽ được một cái đường trendline chéo này. Và chính vì mình nhìn thấy được cái đường trendline chéo đó, cho nên mình khuyến nghị các anh chị sẽ vào long ở cái mức giá là 247. Và sau khi các anh chị thấy là giá của con này nó được đẩy lên 247 và nó kích hoạt cái lệnh này đó, thì ngay lập tức là nó sập trở lại. Để mình giảm cái rủi ro cho cái lệnh này á, mình đặt cái stop loss là 2,5 điểm, tức là 244.50 sẽ là cái điểm mà mình sẽ stop loss. Như vậy thì cái lệnh này nó đã được kích hoạt và nó kết thúc chỉ trong vòng có gần 2 phút thôi các anh chị, một cái khoảng thời gian rất là lẹ ha. Bởi vì chúng ta day trade cho nên là chúng ta đã quá quen thuộc với lại những cái diễn biến như thế này. Cho nên khi mà chúng ta đã vào lệnh rồi là chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là stop loss nằm ở đâu để chúng ta hạn chế cái mức thua lỗ đó. Thì đây là một cái lệnh bị thua lỗ và cũng là lệnh thua lỗ duy nhất của nhóm ngày hôm nay các anh chị. Chuyển qua cái cổ phiếu là CRWD. Đây là cái cổ phiếu mà thú vị nhất của nhóm trong ngày. Đặc biệt là trong khoảng 90 phút đầu tiên các anh chị. Và cái hành trình còn lại của cái cổ phiếu này trong ngày hôm nay cũng rất là thú vị, khi mà nó hồi gần như là lấy lại toàn bộ cái mất mát ban đầu, và nó còn vượt qua luôn cả cái đỉnh đầu ngày nữa các anh chị. Cá nhân mình thì ăn cái lệnh này rất là lớn, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ nói lý do tại sao mình ăn cái cổ phiếu này. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với cái lệnh đầu tiên của các member. Lúc này là lúc mà mình có spot out được một cái đường trendline kháng cự. Và chính vì cái đường trendline này đó, thì mình khuyến nghị các anh chị đó, lúc nào mà nó lên nó chạm cái đường trendline này thì mình cứ short xuống thôi. Thực tế đây là cái chỗ mà mình khuyến nghị các anh chị vào short, và mình có nói là chúng ta có thể vào khoảng là 320, 321 gì đó. Ngay sau mà mình vào cái này đó thì giá của cổ phiếu này nó rớt khoảng chừng là gần 3 điểm. Nó xuống tới là khoảng chừng là 317.6 các anh chị. Nhưng mà vài phút tiếp theo thì cái diễn biến của cổ phiếu này rất là giằng co. Và mình có nói rằng á, nếu mà nó giằng co như vậy á, mà nó phá lên trên khỏi cái đường trendline kháng cự này đó, thì chúng ta có thể cân nhắc ở cái mức giá mà chúng ta đã vào trước đó, tức là 32, giữa 320 và 321, thì coi như lệnh này nó kết thúc ở tại cái điểm là break even các anh chị. Đây đây là một cái đây là một cái diễn biến khá là choppy và nó đi ngang. Sau đó thì cổ phiếu này đi lên. Cái quá trình nó đi lên thì mình không có quan tâm lắm. Và mình có nói rằng á, nếu như á, mà nó đi lên và nó chạm vào cái vị trí overbought của khung 1 phút, đây là lần đầu tiên nó chạm vào nha các anh chị, thì đây chính là cái chiến lược mà mình hay sử dụng và áp dụng hàng ngày. Ngay tại thời điểm mà nó hit vào cái overbought thì nó rớt, mình vẫn còn thong thả và mình chưa có vội mình kích hoạt cái lệnh này. Mình vẽ thêm một cái đường trendline như thế này và mình quan sát cái cách đi của nó, thì sau đó thì mình thấy là cái cổ phiếu này có dấu hiệu là bị nó test lại cái mức giá là 326 và nó không có động thái là giữ được cái vùng hỗ trợ này. Cho nên mình mới chính thức là mình khuyến nghị các anh chị vào short ở 326 và sau đó thì stop loss là 4,5 điểm các anh chị. 4,5 điểm tương đương đến khoảng là 330 chấm 5 gì đó. Đây là cái vị trí mà mình sẽ stop loss nếu mà nó vượt qua khỏi cái vùng giá đó. Thì ngay sau đó thì chúng ta thấy là cổ phiếu này rớt từ 326 rớt về tới tận là 322.70
tức là cái cú rớt này của nó là tương đương với là khoảng là gần 3 điểm rưỡi các anh chị. 3 điểm rưỡi out of là 4 điểm rưỡi chúng ta stop loss, thì đây là một cái khu vực mà đã rất là hợp lý để dời cái lệnh này về break even, và tất nhiên là chúng ta sẽ không có bị lỗ ngược lại. À, bất chấp là sau đó nó có quay trở về lại cái mức giá 326 hay không thì không còn quan trọng nữa. Một khi mà lệnh nó đã ở cái trạng thái là rất là green các anh chị, rất là green ha, thì chúng ta không được phép để nó sang cái tình trạng là red. Cái việc mà một lệnh giao dịch chúng ta đang có lời mà chúng ta không quản lý kỹ và chúng ta chủ quan á, nó có thể chuyển thành một cái lệnh lỗ và nó đẩy chúng ta vào cái vị thế lỗ rất là nặng các anh chị. Đây là tình huống mà gần như là sẽ không và khó có thể xảy ra trong nhóm của mình, trên cái kênh giao dịch của nhóm hàng ngày, bởi vì được hướng dẫn bởi cá nhân mình và các anh chị em cộng sự trong nhóm, cho nên cái nguyên tắc giao dịch gần như là nó tuyệt đối các anh chị. Thì đó chính là hai cái lệnh mà mình có cái khuyến nghị để trade với lại con CRWD, và cũng là toàn bộ tổng cộng 5 cái lệnh mà nhóm ngày hôm nay đã giao dịch. Còn cá nhân mình thì sao? Cá nhân mình thì ngày hôm nay có một cái thành quả phải nói là tuyệt vời các anh chị. Đây chính là cái kết quả của con CRWD. Nó đạt cái con số là 4.000 đô đúng không? Chỉ còn có 20 mấy đồng nữa thôi là sẽ hit 4.000 đô, và tiếp tục là một ngày chiến thắng rất là tuyệt vời các anh chị. Thế thì mình thắng như thế nào? Ngay từ đầu phiên á, là mình đã nhìn thấy được cái đường kháng cự chéo này của cái con CRWD rồi. Và chúng ta thấy rằng khi mà nó hồi lên, nó gặp cái đường kháng cự chéo này đó, nó không có vượt qua được. Đây chính là đường kháng cự chéo của nó các anh chị. Những cái đường kháng cự chéo này thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy nó lên được cái đường kháng cự chéo đó thì mình chưa có vào kịp. Mình chưa có vào kịp ngay chỗ đây. Thông thường thì mình sẽ vào lệnh luôn ngay tại đây và mình sẽ đặt cái stop loss là ở bên trên cái đường kháng cự chéo đó. Thì đây có thể là một cái lệnh mà mình chấp nhận mình lỗ khoảng chừng là 4 điểm. Đúng không ạ? Khoảng chừng 4 điểm. Sau đó thì nó rớt liên tục vài cây và nó phải rớt xuống tới đây các anh chị. Thì mình mới bắt đầu là mình suy nghĩ đến cái chuyện là sẽ tiếp tục đánh short cái cổ phiếu này, chứ hoàn toàn không có đánh long lên. Lúc trước với một cái kinh nghiệm ít ỏi thì có thể đây là cái lúc mà mình đánh hồi lên để mình ăn một cái đợt sóng hồi của nó, nhưng mà đây có thể là một cái lựa chọn sai lầm đối với con CRWD ngày hôm nay. Trong khoảng chừng là 30 phút đầu giờ nó tiếp tục nó rớt nữa các anh chị, và nó rớt thêm là 2.6% tương đương với là gần 9 điểm. Vậy thì mình short ở đâu? Đây là cái vị trí mà mình short ha. Lúc đó thì mình có nhìn thấy một cái mẫu hình là bear flag nhỏ như thế này. Đây là một mẫu hình bear flag chỉ diễn ra có 3 phút thôi, và cái vị trí mình vào mình short là ngay đây. Ngay khi mà nó vừa có dấu hiệu nó drop khỏi cái bear flag đó là mình đã nhảy vô rồi. Và cái lệnh này các anh chị mình ăn rất là nhanh. Tổng cộng á, là mình ăn cái lệnh này á khoảng chừng là 1.5%, tương đương với khoảng chừng là 4 điểm rưỡi. 4 điểm rưỡi. Và đây là cái vị trí mà mình thoát lệnh. Rất là nhanh các anh chị. Mặc dù sau đó là nó sideways để nó rớt tiếp, nhưng mà mình không còn có mặt ở trong cái giai đoạn này nữa. Và đây chính là cái khoản giá mà mình đã kiếm trọn vẹn cái lợi nhuận đối với con CRWD này. Mình đã bị miss từ trên đây, nhưng mà xuống đây thì nó vẫn còn cái momentum để mình tiếp tục mình short. Chứ nếu mà mình short được ngay từ trên đây mà nó xuống tới đây các anh chị, thì cái lợi nhuận của nó lên tới là 15 điểm lận, một cái con số phải nói là rất là khổng lồ đúng không? Rất là tuyệt vời đúng không? Tại vì nó rớt tới là gần 5% mà. Nhưng mà khi mà chúng ta có nguyên tắc giao dịch và chúng ta nhìn thấy được cái xu hướng, cái momentum của cái cổ phiếu đó nó đang chạy như thế nào, và cái chiến lược mà chúng ta hay áp dụng là gì, thì chúng ta sẽ vẫn có niềm tin và vẫn có cái lý do để chúng ta vào cái lệnh đó với một cái stop loss nó rõ ràng các anh chị. Thì đó là một cái lệnh giao dịch mà mình đạt cái tỷ lệ là 1-1, tức là mình chấp nhận mình mất 4 điểm và mình cũng kỳ vọng là mình sẽ ăn được 4 điểm các anh chị. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay, với cái điểm nhấn rất là quan trọng đến từ cái cổ phiếu CRWD và đến từ cổ phiếu là AMD với cái lệnh giao dịch chung của nhóm. Hy vọng là những video như thế này sẽ tiếp tục đem tới những cái giá trị về kiến thức cho những anh chị em mà quan tâm đến day trading, và đặc biệt là nhấn mạnh về cái phần phân tích kỹ thuật. Hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo ha. Xin chào.